Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới xôn xao, chuyện mới xảy ra tại giáo phận Vinh khiến nhiều linh mục và giáo dân tỏ ra ái ngại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như chúng ta cũng luôn quan niệm, người Công giáo tôn thờ Chúa trên hết mọi thứ và phụng sự quốc gia. Trước đây đã có một bức ảnh, chân dung Chủ tịch Tập Cận Bình từng được sử dụng để thay thế các ảnh tượng Công giáo trong nhà thờ tại nước này. Trong 10 điều răn số 1 dạy rằng, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Mới đây tại giáo phận Vinh, một chuyện gần như tương tự đã xảy ra. Linh mục Đặng Hiệu Nam trả lời, hình chụp từ livestream trực tiếp buổi sinh hoạt của chi hội Teresa Kẻ Dừa thuộc giáo phận Vinh. Kèm theo những bức ảnh mô tả, buổi sinh hoạt gồm nhiều em thiếu nhi, tượng Chúa được đặt dưới hàng chữ khẩu hiệu. Tượng thánh Teresa đặt trước biểu tượng búa liềm. Búa liềm là biểu tượng của những người theo chủ nghĩa cộng sản. Một biểu tượng của đảng phái chính trị nhưng lại được sử dụng trong sinh hoạt tôn giáo là sao? Rất nhiều giáo dân và linh mục các nơi khác lên tiếng về sự việc dễ gây ngộ nhận này. Linh mục Tạ Duy Tuyền viết, đạo đời lẫn lộn, dễ đến không biết theo Chúa hay theo Bác, phải tách sinh hoạt tôn giáo và phong trào thiếu niên Bác Hồ ra mới tránh ngộ nhận đạo đời như nhau. Linh mục Nguyễn Ngọc Hùng bình luận, răng lộn nhào Ari Hề, ảnh đi là ảnh ghép hai răng. Linh mục Thanh Bình viết, cái này phỏng đoán là mượn nhà văn hóa của thôn xóm để sinh hoạt nhưng xử lý ẩu quá. Tại giáo phận Hưng Hóa cũng có nơi phải thuê nhà văn hóa để làm lễ hàng tuần nhưng có phông che toàn bộ lễ đài. Linh mục Đặng Hiệu Nam trả lời, vâng thưa cha, sứ đạo toàn tòng, đây là nhà văn hóa đã nhiều lần và nhiều hội đoàn đều làm như vậy. Nhưng hai ngày nay người ta chửi là phá đạo và đủ mọi điều dơ dáy, cũng như bị dọa trình lên các cụ và đưa ra tòa cho đi tù nên buộc phải đưa lên để nhận án luôn thể. Anh Lương Đức viết, Kẻ Dừa có trường giáo lý rất rộng, sao lại phải ra đây mượn phòng để sinh hoạt vậy, khó hiểu nha. Nhà báo Hoàng Mạnh Hà viết, cách này không phải lạc giáo thì là cách gì? Anh La Sơn Phú viết, hội thánh của Chúa phải ở giữa thế gian, nhưng để thế gian tràn vào hội thánh thì như nước tràn vào thuyền. Hình ảnh chứng minh các vị đã đục thuyền hội thánh giữa trùng khơi sóng gió. Anh Nguyễn Công Nghiệp viết, lạy Chúa lòng lành xin thương xót cho giáo phận Vinh, xin hãy ban cho những tâm hồn ô uế cho nên thanh sạch trước mặt người. Amen. Luật sư Nguyễn Văn Miếng viết, chi hội Teresa bên đạo hay búa liềm lập ra vậy cha? Anh Nguyễn Bình viết, làm tôi hai chủ. Ủa, sao lại có cờ búa liềm trong công sở của Công giáo hè? Đúng là một Trung Quốc thứ hai rồi. Được biết, điều hành Teresa phân hội Kẻ Dừa là anh Joan Bautista Trần Văn Sơn. Ông Luân Đinh nhắn nhủ, ban điều hành hạt Kẻ Dừa xem lại, đừng dẫn các em vào đường lạc. Nguyện xin Chúa soi sáng và bảo vệ giáo hội trước những thủ đoạn của thế gian. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.